Sinh sống ở đây từ khi chung cư mới xây dựng, bà Quỳnh phải chứng kiến sự xuống cấp của chung cư này hàng ngày. Đến thời điểm này không chỉ có bà mà hầu hết các hộ dân đều mong muốn sớm có một nơi ở an toàn. Ở thì cũng phập phồng, trời khô ráo thì không nói gì, rồi giông gió này kia nọ cũng sợ, cô bán ở dưới cũng rớt gạch xuống hoài, đùng đùng hoài vậy thôi. Cô cũng sợ, nhưng mà thôi, giờ cũng biết sao. Chung cư Vĩnh Hội được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, nên xuống cấp là đương nhiên. Chủ trương di dời thì đã có, người dân cũng làm đầy đủ thủ tục và nguyện vọng, tuy nhiên hiện vẫn đang phải chờ kết quả giải quyết như thế nào. Ý tôi là cũng như mọi người dân ở đây vậy thôi. Mà nếu mà ở trên mà đền bù thỏa đáng và có chỗ ăn ở yên thân cho bà con đó, thì bà con cũng đi thôi chứ ở đây làm gì. Có rất nhiều những thanh dầm bị bong chóc và trơ ra cái lớp sắt bị mục rỉ. Cùng với đó thì cũng có rất là nhiều những cái mảng trần thường xuyên bị bong chóc mỗi khi có mưa gió lớn. Thậm chí là có những kết cấu bê tông đã không còn liên kết với nhau và phải sử dụng những cái thanh chống như thế này để chống đỡ. Chung cư Vĩnh Hội thì là một trong chung cư đang ở cấp độ nguy hiểm, cấp độ D, cần phải di dời khẩn cấp. Đầu năm 2018, Ủy ban Nhân dân quận 4 đã công bố kết quả kiểm định chất lượng chung cư Vĩnh Hội với mức độ nguy hiểm không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn tiếp tục phải sống trong lo âu thấp thỏm vì không biết lúc nào mới được đến nơi ở an toàn.